Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất. Cây đại thụ của làng cải lương Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Diệp Lan đã qua đời ở tuổi 83 tại Mỹ sau khi Vũ Linh vừa mất đi. Nghệ sĩ Diệp Lan ra đi ngay sau khi Vũ Linh ra đi là mất mát lớn của cải lương nước ta. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan đã để lại mất mát lớn đối với bộ môn nghệ thuật cải lương của nước nhà. Ngày 11 tháng 3, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời tại bang California ở Mỹ sau một cơn đau tim, ông hưởng thọ 83 tuổi. Thông tin này lập tức lan nhanh để lại niềm thương tiếc đối với nhiều người, đặc biệt là giới nghệ sĩ cải lương và người hâm mộ. Những ngày qua, sân khấu cải lương mất đi hai tên tuổi lớn, nghệ sĩ Vũ Linh qua đời 5 tháng 3 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Một tuần sau, bộ môn nghệ thuật lại mất thêm một cây đại thụ là nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Hai huyền thoại đã ra đi mãi mãi, cải lương mất mát quá lớn. Hay tin đàn anh mất, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương bày tỏ sự đau đớn, tiếc thương chia sẻ tin báo chí. Nam nghệ sĩ nói: "Rất thương tiếc anh Diệp Lan, tôi xin chia buồn cùng với gia đình." Vậy là giới nghệ thuật đã mất đi một người nghệ sĩ lớn gạo cội của cải lương miền Nam. Là một trong những người anh em thân thiết diễn cùng nhau nhiều tuồng cải lương thịnh hành, Minh Vương cho biết Diệp Lan là người rất nghiêm túc, tận tâm với nghề. Các vai diễn ông luôn tập trung hết mực vào vai và toát ra thần thái, khí chất của nhân vật đó. Tôi còn nhớ nè, cái năm hồi nhỏ á, tôi đi xem mà nghệ sĩ Diệp Lan nè đóng vai ông Hội Đồng Dư á, trời ơi ông diễn mà đạt đến mức mà giống như diễn mà ghét mà ác ở trên tuồng cải lương mà ra đường người ta ném đá xanh ông ấy luôn á, diễn quá hay. Ngoài ra đối với đồng nghiệp và các thế hệ sau, ông hiền lành vui tính, khi cần sự dạy dỗ từ Diệp Lan ông luôn hết mình giúp đỡ, ông nghiêm khắc với nghề nên con cháu luôn kính nể và coi ông là người thầy, người đầu tàu dẫn đoàn hát. Nghệ sĩ Minh Vương kể có lần ông cùng Diệp Lan lưu diễn ở châu Âu suốt 2 tháng liền. Những ngày làm việc gắn bó cùng nhau, Diệp Lan luôn là người khiến đồng nghiệp và xung quanh yêu thương bởi ông vui vẻ không gây mất lòng ai bao giờ. Vừa mất đi Vũ Linh rồi đến mất đi anh Diệp Lan, một tuần qua nền cải lương Việt Nam mất mát quá to lớn. Không chỉ tôi, khán giả bộ môn nghệ thuật này đều tiếc thương. Cũng là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết nhắn gửi đến đàn anh ở tuổi 79: "Chứng kiến những cuộc di cư của người thân bạn bè đồng nghiệp lần lượt ra đi, em đã quen dần với điều ấy, ấy vậy mà nhận được tin buồn của anh, em vẫn cứ day dứt và đau lòng khó tả. Bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu kỷ niệm ức chế như một cuộn phim tôi chậm hiện về." Nói chung bây giờ cải lương nước nhà chúng ta mất mát quá lớn, mong các thế hệ trẻ sau mà có thể tiếp nối được truyền thống này